Hội chợ Xuân Giảng Võ 2019 vừa được diễn ra tại Hà Nội. Hội chợ quy tụ 350 doanh nghiệp, hơn 600 gian hàng từ 35 tỉnh thành cả nước. Trong hơn 20 năm qua, hội chợ đã trở thành một sự kiện truyền thống được người dân chào đón mỗi dịp Tết đến, thu hút hàng nghìn khách tới tham quan, mua sắm cũng như thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật. Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ là đặc sản vùng miền, các mặt hàng bánh mứt kẹo, thực phẩm truyền thống được bố trí thành các khu vực theo ngành hàng như dệt may, da giày, gia dụng, thực phẩm bánh kẹo, hoa cây cảnh, khu đồ uống, vân vân. Hội chợ lần này có sự góp mặt của các sản phẩm địa phương và đặc sản các vùng miền như trái cây, thủy hải sản, hành tỏi Lý Sơn, chè Tân Cương Thái Nguyên, gạo đồi, chè tuyết, mật ong rừng, mộc nhĩ, nấm hương, măng chua, miến rong Cao Bằng, bánh đậu xanh, bánh gai Hải Dương, vân vân. Và các sản phẩm đến từ Liên bang Nga, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Bỉ, vân vân. Tâm điểm tại hội chợ lần này là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làng nghề phong phú phục vụ trưng bày ngày Tết. Các sản phẩm hàng hóa trưng bày trong hội chợ đã qua giám sát, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.